D. Có rất nhiều phép quay biến một đường thẳng thành trình nó. Đó là các phép quay có dạng là gì nhỉ? Thứ nhất là phép quay này. Thầy chưa nói đến tâm quay ở đâu cả, nhưng chỉ cần góc quay của chúng ta là góc K mấy pi cả lớp? K2 pi. Thì các em còn nhớ là với cái góc quay K2 pi thì sẽ biến phép quay trở thành phép gì cả lớp nhỉ? Sẽ biến phép quay trở thành phép đồng gì? Đồng nhất. Phép đồng nhất là một phép biến một điểm thành chính gì? Chính nó, thì chứng tỏ là nó sẽ biến một đường thành chính nó. Cho nên ở đây là các em cho thầy hỏi có bao nhiêu phép quay cả lớp, nhắc lại nhỉ? Vô số. Có vô số phép quay sẽ biến một đường thẳng thành chính nó. Đáp án là D. Rồi tiếp theo câu C2. Cho hình bình hành ABCD, phép tịnh tiến theo vectơ AB cộng vectơ AD. Thì đây là một kiến thức của lớp 10 nữa. Thì các bạn biết rằng này, nếu ở đây thì cho các em một hình bình hành ABCD chẳng hạn. Thế thì vectơ AB mà cộng vectơ AD ấy, thì bản chất đó là vectơ A gì rồi? AC. Đúng không? Vậy ta có này, vectơ AB cộng vectơ AD thì bằng vectơ AC. Vậy từ đó suy ra tịnh tiến theo cái vectơ cả lớp nhìn của thầy này. Tịnh tiến là tịnh tiến theo vectơ AB cộng AD. Bây giờ thầy đưa vectơ này thành vectơ A gì? AC. Vậy tịnh tiến theo vectơ AC thì tất nhiên là biến điểm A thành điểm gì rồi cả lớp? C. Thì cái này nó dễ quá rồi. Đáp án là gì cả lớp? D. Đề của trường mình năm ngoái thì nó có khoảng độ 16 câu hình và 24 câu đại. Nên là câu hình thì nó ít hơn câu đại rất là nhiều. Hình thì cũng dễ kiếm điểm hơn đại rất là nhiều. Nên là các bạn đừng có để mất điểm hình nhá. Vẫn lắc lắc à? Nào. Thực ra thì điểm gì thầy cũng sợ mất hết á. Nhưng mà chúng ta cứ tập trung vào kể cả hình thì nó dễ kiếm điểm hơn một đại nhá. Nào cả lớp cho thầy hỏi, trong mặt phẳng OG ảnh của điểm M qua phép vị tự tâm ô tỷ số K. Các em còn nhớ là qua một phép vị tự tâm ô tỷ số K, biến điểm M thành điểm M gì? M phẩy. Thì chúng ta sẽ có x phẩy bằng K lần gì cả lớp? K lần x. Thế còn y phẩy thì bằng K lần y. Tức là chúng ta muốn tìm tọa độ của điểm M gì cả lớp nhỉ? M phẩy. Ta chỉ cần nhân gì vào lớp nhỉ? Nhân K và tọa độ điểm M. K đang bằng bao nhiêu cả lớp? K đang bằng trừ mấy? Trừ 2. Ta nhân trừ 2 vào đây là xong này. Cả lớp nghe rõ chỗ này chưa? Vậy điểm M phẩy tọa độ là gì? Trừ 2 4. Và đáp án là gì ở lớp? Là gì? B. Đó. Vạn sự khởi đầu nan, nó mấy câu rất là dễ đúng không? C4. C4 là một câu khá là dài. Với cái đề bài như này chắc chắn là một câu dài rồi. Nào, cho hình vuông ABCD điểm O, điểm là đặt theo chiều kim đồng hồ. Điểm là đặt theo chiều kim đồng hồ tức là gì thì các em cùng quan sát của thầy. Thì chúng ta bao giờ cũng có hai cách để đặt tên một hình vuông đúng không? Một là các em đặt ngược kim, hai là các em đặt xuôi gì? Xuôi kim, nhưng bài này yêu cầu đặt là đặt ngược kim hay xuôi kim? Cùng chiều, đặt theo chiều kim đồng hồ nghĩa là đặt xuôi gì? Vậy nếu đây là điểm A thì các em được đặt đây là điểm B không hay đặt đây là điểm B? Dưới trên? Trên. Cả lớp nghe rõ chỗ này không nhỉ? Anh Duy có tập trung nghe giảng không? Trông em đang vẻ thờ thẫn nhớ ai à? Nào, cả lớp cho thầy hỏi này. Gọi A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy theo lần lượt theo thứ tự là trung điểm của các cạnh này. Chúng ta sẽ có trung điểm của cạnh AB là A phẩy, trung điểm của cạnh BC là B phẩy, trung điểm của cạnh CD là C phẩy và trung điểm của cạnh DA là D phẩy. Gọi V là phép vị tự tâm O tỷ số căn 2. O là gì đây? O là giao hai đường chéo, đúng rồi, thầy chưa vẽ. Q là phép quay tâm O góc quay trừ bi trên 4. Trong bài toán này chúng ta có mấy phép biến hình đây? Hai phép biến hình. F là phép biến hình được tạo thành liên tiếp bởi mấy phép cả lớp nhỉ? Hai phép, đó là quay trước vị tự sau hay là vị tự trước quay sau? Các em đọc đi, đọc cái gì trước nhỉ? F là được xác định là hợp thành liên tiếp của phép quay và phép vị tự. Người ta sẽ quay trước và vị tự sau theo thứ tự nhá. Thực ra thì nếu mà các em ở đây là thực hiện ngược lại thì nó không ảnh hưởng gì đâu. Được chưa? Nhưng mà chúng ta cứ theo đúng chiều mà đề bài nói, quay trước, vị tự sau. Nào ta quay trước nha.
Thì cho thầy hỏi này, trước hết các bạn quay các bạn phải nắm được cái tính chất đã. Cho thầy hỏi có bao nhiêu phép giờ hình? Chúng ta học 4 phép, đó là phép gì cả lớp? Chúng ta học 4 cái nhóm phép phép biến hình chính nhá. Chúng ta có 4 phép biến hình. Đấy, thầy không nhắc lại thì kỳ 1 mà các em hỏi về phép biến hình thì các em quên hết là chết dở. Chúng ta có phép tịnh tiến, phép gì? Đối xứng tâm. Chúng ta có cả đối xứng gì đó? Trục, nhưng mà đối xứng trục thì các em tự làm, chúng ta thầy không cần dạy. Phép gì đây? Quay. Và phép vị gì? Trong đó mấy phép đầu là phép giờ hình? 3 phép đầu. Đó là phép tịnh tiến, đối xứng, phép quay. Bạn anh đâu? Hả? Dạ. Như Huy á? Bạn đi em sang gọi không thấy đâu. Tên là gì nhỉ? Bạn ấy tên là gì nhỉ? Tuấn được rồi. Thì nữa thầy gọi điện xem nào. Nào, phép tịnh tiến, phép đối xứng và phép quay. Thì chúng ta nhìn thấy ngay này, ba cái phép đầu này là ba cái phép gì cả lớp nhỉ? Ba phép đầu này là ba phép giờ hình. Em hiểu phép giờ hình là phép như nào nhỉ? Sẽ biến đoạn thẳng MN thành một đoạn thẳng. Biến đoạn thẳng MN thành đoạn thẳng M', N', mà khoảng cách giữa MN và khoảng cách giữa M', N' có bằng nhau không? Có bằng hay nhau không bằng nhau nhỉ? Có, giờ hình mà, chỉ là rời vị trí thôi. Các lớp đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Rồi, vậy tiếp theo này, chỉ có một phép ở đây nó làm thay đổi kích thước của một đoạn thẳng. Đó là phép vị gì? Vị tự, nó thay đổi như nào nhỉ? Nó phụ thuộc vào tỷ gì? Tỷ số. Thì các em cùng đọc này, chúng ta thực hiện liên tiếp mấy phép? Hai phép, trong đó có một phép là giờ hình. Một phép còn lại là vị tự. Phép vị tự sẽ là một phép biến một đoạn thẳng thành một đoạn thẳng có độ dài gấp mấy lần đoạn thẳng ban đầu. Ở đây là mấy đây? K lần nhưng K bằng mấy đây? K2. Vậy các em dự đoán này, ảnh của đoạn thẳng B'D' có bằng đoạn thẳng B'D' không? Hay gấp căn 2 lần B'D'? Có bằng đoạn thẳng B'D' không? Hay gấp căn 2 lần B'D'? Cả lớp có hiểu thầy nói thế này không nhở? Vậy thầy nhắc lại lần nữa nhá. Khi đó F của chúng ta là thực hiện bởi hai phép này đúng không? Phép này thì không làm thay đổi kích thước, nhưng phép này có làm thay đổi kích thước không? Thay đổi bao nhiêu? Căn mấy lần? Căn 2 lần. Cho nên đáp án A sai luôn. Bởi vì các em hiểu là B'D' và D'B' là hai đoạn thẳng bằng gì? Bằng nhau, nhưng mà chúng ta vừa lập luận là không thể bằng nhau được. Các lớp đồng ý không nhỉ? A'C' có được không? A'C' đây này, A' đây này, C' này. Và B'D' này, hai thằng này có bằng nhau không? Anh này toàn trả lời linh ta anh tinh. B'D' và A'C' có bằng nhau không? Các lớp. Cho nên đáp án gì sai luôn? B. Thầy vừa nhắc lại đó là thầy nhắc lại cho cả lớp này, đó là ảnh của đoạn thẳng B'D' không được bằng đoạn thẳng B'D' mà phải gấp mấy lần B'D'? Căn 2 lần. Vậy ở đây chỉ còn hai đáp án còn lại, đó là A gì cả lớp? AC hoặc BD. Cho nên hỏi là đoạn thẳng AC và đoạn thẳng BD có đúng là gấp căn 2 lần độ dài B'D' không? Đường chéo thì chả gấp căn 2 à? Cả lớp có đồng ý chỗ này không nhỉ? Vậy thì sẽ rơi vào một trong mấy đáp án? Một trong hai đáp án. Nào, bây giờ chúng ta cùng quay nhá. Đấy, những bài này mà các em không tư duy được mà các em làm hết ra rất dài nhá, nó dài lắm đấy. Nào, B'D' quay và quay gì trước? Quay B' hoặc D'. Nào, bây giờ thầy quay B' hoặc D' nhưng thầy sẽ nối nó lại đã. Nào, cả lớp quan sát lại của thầy này. Bây giờ thầy quay nhá, bây giờ thầy sẽ quay điểm B' trước. Xem nó thành điểm gì. Quay này, thứ nhất là tâm là gì cả lớp? Tâm quay là điểm gì? Ồ, thằng kia như nào mày không đọc đề hả em? Tâm quay là điểm O. Điểm quay là điểm B gì cả lớp? B'. Quay bao nhiêu độ? Trừ 45 độ. Nghĩa là từ điểm B' ta sẽ quay lên hay quay xuống? Xuống hay lên nào? Bởi vì phải cùng chiều hay là ngược chiều? Cùng chiều. Vậy quay xuống quay bao nhiêu độ? 45 độ, vậy nó sẽ nằm trên đoạn thẳng A gì cả lớp? AC. Có phải là khi thầy quay xuống nó sẽ tạo như này không? Thầy được điểm B mấy phẩy cả lớp? B2 phẩy. Thôi không cần làm nữa, đáp án C. Tại sao lại chỉ có thể đáp án C? Bây giờ nhá, nếu mà các em làm nữa thì điểm D phẩy có phải là quay thành điểm D mấy phẩy đó? Có phải quay như này không? Vậy đoạn thẳng B phẩy D phẩy quay thành đoạn thẳng nào? B2 gì? D2 phẩy có phải quay thành đoạn này không? Nhưng cho hỏi này,
Nếu bây giờ sau khi các em có ảnh của B phẩy, D phẩy thông qua phép quay rồi, thì các em lại phải tìm ảnh của B mấy phẩy? D 2 phẩy thông qua phép vị gì? Vị tự. Nhưng phép vị tự luôn luôn biến một điểm thành một điểm khác mà ba điểm đấy phải thẳng hàng. Cả lớp nghe được rõ chỗ này không nhỉ? Phép vị tự biến, cho thầy hỏi là phép vị tự tâm O biến điểm M thành điểm M phẩy thì ba điểm O, M, M phẩy phải thẳng gì? Thẳng hàng. Vậy chứng tỏ này, phép vị tự tâm O biến điểm B phẩy phải thành một điểm thẳng gì? Thẳng hàng với hai điểm này. Vậy nó không thể biến thành điểm B được. Cho nên đáp án D là đúng hay sai? Sai. Không bao giờ B phẩy biến thành B được. Cả lớp hình dung được không nhỉ? Vậy thì phép vị tự sẽ kéo dài cái đoạn thẳng này ra bao nhiêu lần cả lớp? Đấy, cả lớp bao nhiêu lần đấy? Căn 2 lần, kéo dài ra căn 2 lần. Còn nếu các em làm thì các em sẽ phải làm từng ảnh một. Ảnh của B 2 phẩy có phải là C không? Ảnh của B 2 phẩy có phải là C không? Còn ảnh của D 2 phẩy là gì? A. Vậy chúng ta được ảnh là C gì cả lớp? CA. Đáp án là gì? C. Nhưng mà nếu mà các em dựa vào tính chất thì bài toán ngắn hơn rất là nhiều. Nhá. Đáp án là C. Rồi, ok. Các bạn cần ghi gì các bạn ghi lại. Rồi. Trước hết này chúng ta để ý là câu C5 là một câu hỏi nếu mà các em không biết làm nó dài lắm đấy nhá. Nào, trong mặt phẳng OQ cho đường thẳng D, viết phương trình đường thẳng D phẩy là ảnh của đường thẳng D qua phép tịnh tiến này. Chúng ta để ý này, D phẩy là ảnh của D qua mấy phép tất cả? 1 hay 2? 2. Thứ nhất là qua phép tịnh tiến và thứ hai là qua phép gì là ở lớp? Phép quay. Nhưng chúng ta có nhận xét một chút là phép quay tâm O góc quay 180 độ chính là phép gì không? Cả lớp. Phép quay tâm O góc quay 180 độ chính là phép gì cả lớp? Đối xứng tâm O. Cả lớp tưởng tượng này. Bây giờ nhá, thầy có cây thước như này. Đây là tâm này, nhưng thầy quay bao nhiêu độ? 180 độ, có vẻ 180 độ quay ra như này không? Cả lớp tưởng tượng nó là phép đối xứng tâm chưa? Rồi, vậy thì nếu mà đưa được về phép đối xứng tâm O thì dễ quá. Nào, và trước hết là chúng ta sẽ thực hiện lần lượt này. Từ bây giờ chúng ta muốn tìm D phẩy thì ta không tìm được trực tiếp ngay đâu. Ta phải tìm thông qua phép tịnh gì trước? Vậy tịnh tiến ta vector V biến đường thẳng D thành đường thẳng D1 đã. Sau đó từ D1 mới ra D phẩy được, cả lớp có hiểu không nhỉ? Rồi, vậy từ D1 tọa độ là gì? À, cách làm là gì nhỉ? 3 nhân gì? Cho hỏi là thầy sẽ thay x ở đây thành x bao nhiêu? Thay x ở đây thành x trừ đi trừ 2, mà x trừ đi trừ 2 là x cộng mấy? Các em đã có bảng phép biến hình trong tay chưa? Cộng với cả y, và cho hỏi thầy sẽ thay y thành y trừ mấy? Cộng 3 bằng 0. Vậy thầy được phương trình là 3x cộng y 6 trừ 1 là 5. 5 cộng 3 ra gì? Bằng 0. Thế bây giờ chúng ta cho hỏi là chúng ta đã tìm được ảnh qua phép tịnh tiến rồi. Chúng ta cần tìm ảnh qua đâu nữa là xong? Qua phép quay. Mà phép quay chính là phép gì cả lớp? Cái phép quay mà góc quay 180 độ này này, nó biến đường thẳng D1 thành đường thẳng D mấy? D phẩy. Thì thằng này chỉ một nốt nhạc thôi. Bởi vì thầy vừa nói cái phép quay này chính là phép đối gì? Đối xứng. Thì chúng ta đổi mỗi thằng dương 8 này thành thằng âm mấy là xong? Âm 8 nhá. Vậy ta được phương trình D phẩy là 3x cộng y trừ 8 bằng 0. Đáp án là gì cả lớp? B. Tổng quát là gì? Tổng quát là phải thay x thành trừ x, thay y thành trừ gì? Trừ y. Thì có phải thằng này thành trừ x, thằng này thành trừ y, thì nếu em nhân trừ 1 vào thì đổi mỗi 8 thành trừ 8 không? Ok chưa? Nhưng mà đây là chúng đề bài nó để đáp án kiểu này, ta lấy đáp án B thôi, như nhau mà. Ok, không có gì khác cả. Rồi, có khó lắm không? Chúng ta trải qua 1/3 điểm hình rồi đấy. Có 16 câu thì chúng ta trải qua 5 câu, có rất là dễ dàng đúng không? Có câu C4 thì hơi khó một tí. Nào, câu C6. Câu C6 nào. A là sai rồi. Đáp án gì? Thằng này nó hay trả lời bừa lắm. Mày trả lời cho có à? Không biết thì trật tự. Toàn trả lời bừa bãi thôi. Nào, câu C6. Cả lớp cho thầy hỏi này. Thầy có hai cách làm. Cách làm đầu tiên thì chúng ta làm trực tiếp. Cách làm thứ hai chúng ta dựa vào tính chất. Trước hết này thầy nói về vấn đề trực tiếp đã. Cái hiểu là phép đồng dạng tỉ số 2 là một phép gì? Phép đồng dạng tỉ số 2 là một cái phép biến tam giác ABC.
thành tam giác gì đây ở lớp? A phẩy, C phẩy, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Nào, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Sao cho gì nhỉ? Chúng ta có phép đồng dạng tỉ số K bằng 2. Tức là các cạnh của cái tam giác được sinh ra gấp mấy lần các cạnh của tam giác ban đầu. Nghĩa là ta có A phẩy, B phẩy thì bằng gì cả lớp? Mấy lần AB? Cứ tương tự như vậy, A phẩy, C phẩy thì bằng mấy lần AC? Và B phẩy, C phẩy thì bằng 2 lần BC. Cả lớp có đồng ý chỗ này không nhỉ? Mặc dù bài toán này nó nói là các cạnh, nghĩa là chúng ta thích đặt cạnh nào là được, miễn sao ba cạnh lần lượt là 3 năm mấy. Giả sử thằng đầu tiên là 3 đi thì thằng này nhân đôi lên thành mấy? 6. Thằng AC bằng 5 đi thì thằng A phẩy C phẩy sẽ bằng 10. B phẩy BC bằng 7 đi thì B phẩy C phẩy sẽ bằng 10 gì? 14. Cho hỏi này, tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đã có đầy đủ các kích thước chưa? Vậy diện tích của nó sẽ được tính theo công thức gì cả lớp nhỉ? Cho thầy hỏi, cho thầy biết cái tên công thức nào. Hế, hế rồng, bằng. Nào các em còn nhớ bằng gì không nhỉ? Căn bậc 2 của P nhân với P trừ 6 nhân với P trừ 10 nhân với P trừ 10 mấy. Cả lớp có làm được chỗ này không? Trong đó P là nửa chu gì? Nửa chu vi. Rồi bây giờ chúng ta thực hiện bấm máy tính nào. 6. Đây nhá, thầy bấm này. 6 cộng 10 cộng 14 chia mấy cả lớp? Chia 2. Căn answer hoặc là các em nhập 15 cũng được nhá. Nhưng mà nhập answer đỡ phải nhớ. Answer trừ 6. Đóng ngoặc mở ngoặc luôn, không cần nhân ở giữa đâu. Answer trừ 10. Thực ra là các em hiểu trong máy tính nếu các em vừa đóng ngoặc vừa mở ngoặc luôn thì nó là phép gì rồi? Nhân. Answer trừ 14. Bùm. Kết quả là 15 căn 3. Hương thấy mình sai chưa? Nóng à? Nào trước khi các em sang câu này thì thầy muốn này các em có hiểu là nhìn vào câu C6. Câu này dễ thì dễ thật nhưng mà thầy sẽ mở rộng ra cho các em một chút. Nếu bây giờ chúng ta không làm theo cách này của thầy thì trước hết hãy thử tính diện tích tam giác ABC xem nó bằng bao nhiêu đã. Tính diện tích tam giác có độ dài ba cạnh 357, thực hiện tương tự như vừa rồi đi. Diện tích của tam giác ABC bằng gì? Sau đó chúng ta so sánh. Bấm đi. 357. Ra bao nhiêu? 15 căn. 15 căn 3 trên 4. Có đúng không? Các em bấm máy tính ra 15 căn 3 trên 4. Các em so sánh đi. Vậy cái diện tích đây, các em biết rằng đây được gọi là tam giác ảnh nhá. Các em hiểu ảnh là gì? Ảnh nghĩa là chúng ta biến đổi từ thằng gốc thì nó ra thằng ảnh. Cả lớp hình dung ý thầy nói con chỗ này không nhỉ? Rồi, vậy thằng ảnh đang gấp bao lần thằng gốc? Thế em nhân 2 với đây nó ra 15 căn 3 không? Gấp bao nhiêu lần? Gấp 4 gì? 4 lần. Vậy các em có nhận xét điều gì nhỉ? Các em có đồng ý này. Nếu ta tăng mỗi cạnh của một tam giác này lên 2 lần thì diện tích của nó không tăng lên 2 lần mà diện tích của nó tăng lên 2 bình phương lần. Cả lớp có thấy đúng quy luật chỗ này không nhỉ? Vậy cho hỏi là nếu bây giờ thầy cho phép đồng dạng này là phép đồng dạng tỉ số 5, nghĩa là mỗi cạnh của nó sẽ tăng lên bao nhiêu lần? 5 lần. Thì diện tích của cái tam giác A phẩy B phẩy C phẩy phải gấp bao nhiêu lần tam giác ban đầu? 25 lần. Điều này có đúng trong một tứ giác không? Có. Điều này cũng đúng trong một hình vuông. Cả lớp hình dung được không nhở? Nhưng nhớ là đấy phải là hai hình đồng dạng với nhau nhá. Vậy các bạn đi cho thầy cái chú ý như sau. Ghi đi. Chú ý. Nếu ta tăng hoặc giảm các cạnh của một đa giác
n lần. Nếu ta tăng hoặc giảm các cạnh của một đa giác n lần thì diện tích của nó sẽ cũng tăng giảm bao nhiêu lần? Thì diện tích của nó sẽ tăng giảm tương ứng bao nhiêu lần cả lớp nhỉ? N bình phương lần. Alo. Alo ạ. Rồi, tăng giảm n bình phương lần. Mất sóng. Nào, rồi cho thầy hỏi câu C6, cả lớp có thắc mắc gì nữa không? Câu đây thầy ghi lại chưa? Nhớ là phải n bình phương lần nhá. Rồi. Alo. À, có mà. Vâng đúng ạ, vâng có, vâng. Mời bạn Trung lên bàn 9 ngồi. Trung ơi, lên bàn 9 ngồi em. Lên. Đức đứng ra cho bạn đi lên. Các em đi học mà các em chỉ cần tập trung vào bài giảng thì thầy chắc chắn đấy hôm đấy là một ngày rất ngắn. Thầy đảm bảo luôn đấy, các em mà cứ nhìn thời gian thì còn lâu nó mới hết giờ. Các em cứ lắng nghe đi, bởi vì các em xác định đi học chứ không phải xác định đi để nhìn cái đồng hồ đâu. Hay là thầy dán cái đồng hồ đây cho mà nhìn, nhưng mà lúc nào cũng là 6 giờ, khỏi nhìn. Có được không? Đỡ phải quay đầu, cũng là ngoái hết cả đầu, hỏng hết cả cổ. Thương các em sau này vẹo hết. Thế tao ẩn nó đi vậy. Ờ, thầy có điện thoại, đợi thầy một xíu. À, alo. Vâng ạ. Vâng ạ. À vâng, thế con may có việc gì hả chị? Vâng, thế chị. Vâng, thế chị bảo con xem lại video nhé, hôm nay em có quay lại. Vâng. Vâng. Nào. Câu C7. Câu C7 là một câu hỏi thầy cho rằng là một câu hỏi rất dài. Dài ở cái chỗ là vẽ hình lắm thôi. Nào, thôi thì chúng ta mất công vẽ thôi. Cái này thì thầy khuyên là các em đừng có vẽ bằng nháp. Các em đừng có vẽ nháp nháp bằng tay. Bởi vì với một hình có nhiều điểm như này thì các em nên vẽ bằng thước. Không thì nó càng ngày nó càng rối đấy. Nào. Đó. Nghe nhìn lên trên bảng đi. Thầy có hình thang, hình chữ nhật ABCD. E là trung điểm AB. Rồi. F là trung điểm BC. Trung điểm CD là H. Trung điểm của DA là K. O là trung điểm của KF. Ờ, trung điểm KF. Nào. O ở đây. Y là trung điểm của HC. Z là trung điểm của KO. Ôi giời. A hình thang AECK. Thầy đề nghị các em nhìn lên trên bảng nào. AECK. AEJK
có bằng hình thang FOIC không? Ừ, như nó bằng luôn à? Các em có nhìn thấy hai hình thang này bằng nhau không? Hai hình thang này có bằng nhau không? Các em nhìn thấy đủ tính chất nào bằng nhau nhỉ? Các đáy của chúng đều là hai hình thang vuông và hai và đều có đáy nhỏ bằng một nửa đáy gì? Đáy lớn. Vậy hai hình thang này bằng nhau chưa? Rồi, hai hình thang vuông có đáy nhỏ bằng nửa đáy lớn thì đáp án gì luôn nhỉ? Ừ thì bài này chắc là người ta chỉ muốn mục tiêu là dạy các em vẽ hình thôi. Xác định trung điểm nhá. Nào câu C8. Câu C8 vẽ hình cho vui thôi. Nhưng chắc chắn là hình chóp ABCD. Các em ơi, chóp nghĩa là 4 điểm này là 4 điểm đồng phẳng hay không đồng phẳng? Vậy thì hai vậy nếu mà chúng ta lấy 4 điểm từ hai đường này. Thầy xin lỗi. Chúng ta lấy hai đường thẳng được tạo bởi 4 điểm trên thì hai đường thẳng đó luôn luôn là hai đường thẳng chéo gì? Chéo nhau, bởi vì nếu mà ở đây nó mà cắt nhau thì hóa ra 4 điểm này đồng gì rồi. Vậy chắc chắn đáp án gì? B. Câu này vẽ hình ra cũng chỉ để vui thôi, không cần nhá. Nào, thế cho hỏi là từ nãy giờ câu nào khó nhất để? Hả? Có câu 4 là khó nhất thôi đúng không? Thì thực ra là khi làm rồi thì lấy bình thường. Đấy. Câu C9 nào. Phép tịnh tiến theo vector V biến điểm M thành điểm M phẩy. Úi dồi ôi. Câu này phải cỡ Bình mà em. Bình, em chọn đi. Em chọn đáp án gì đi. Thầy tin em. Thầy không đợi được, câu này mà đợi nữa thì làm ăn gì. Ờ, nó vẫn đòi đọc lại đề à? Đáp án cuối cùng của em là có nên đuổi học nó? Em chả cố gắng đi trong học tập cả. Thế mà em cũng vác thân đi học được. Thế đổi lại được gì? Ba mấy cả lớp? Có mỗi cộng hai thằng nào vào với nhau? Nó trừ à? Em có cố gắng học tập được không? Thầy luôn nói với các em này, sau này các em kiếm tiền thì học tập là con đường nhàn nhất và đỡ mất tiền nhất. Các bạn không chịu nghe thầy lúc đi làm lao động chân tay, kể cả các bạn có buôn bán, các em có buôn bán, kinh doanh bất cứ cái gì đó nó đều rất là vất vả. Có đọc thời sự không? Hôm qua trên thời sự VTV kìa đấy, có không biết ở đây có những gia đình nào mà bố mẹ các bạn cũng từng đi du lịch, cũng đường đi xe khách giống như nhà thầy, bố thầy cũng từng đi. Các bạn xem thì các bạn mới biết này đấy, đi chở khách thôi mà nó lôi xuống nó đấm cho không còn một cái gì cả, chỉ vì cướp khách của nó. Các bạn nghĩ là các bạn có xe các bạn đi đón khách không à? Không có đâu. Các bạn còn phải đóng thuế, các bạn thuế đấy là thuế đen chứ không phải là thuế nhà nước đâu. Đúng không? Thuế bảo kê, các bạn đến chỗ người khác làm các bạn phải nộp tiền để bảo kê. Đấy. Khổ không? Khổ lắm chứ. Các bạn cứ lên VTV 24 giờ ở trên YouTube các bạn xem bản tin thời sự hôm qua, các bạn xem nó đánh toan bằng cái gậy sắt luôn. Đánh toan vào đầu. Nào, xe khách đấy. Thì ở đây có bố mẹ bạn nào làm xe khách không? Đấy, đi làm thì thấy vất vả không? Mà học tập là con đường ngắn nhất và dễ nhất rồi. Cứ sau này các bạn lên, khi nào mà các bạn qua hết cấp 3 nhá, các bạn cứ nghe đúng lời thầy này. Các bạn thử đi làm một tháng đi. Các bạn sẽ nhận ra là một tháng các bạn đi làm bằng luôn một năm đi học. Một năm các bạn đi học hết bao tiền nhỉ? Riêng môn toán thì cho trung bình một năm đi học em hết 5 triệu. Sau này lương tháng cơ bản các bạn 7 triệu. Nhưng mà làm nào để các bạn có một cái lương cơ bản 7 triệu? Nó đến từ cái việc là các bạn tích góp hàng năm đi học, các bạn hết có 5 triệu một năm. Để sau này các bạn làm hết, các bạn làm được 7 triệu một tháng đấy gọi là lương cơ bản. Lương làm 8 tiếng một ngày có đúng không? Chả lẽ các bạn không làm nổi 200 nghìn? Các bạn có đồng ý thầy này không nhở? Cho nên học tập đi, bớt chơi bời đi anh Bình ạ. Diễn viên hài cũng có tiền đấy, nhưng mà em chưa có năng khiếu đâu.
Trong giờ em tấu hài hơi bị nhiều. Nào, câu C10. Thôi nhá, tập trung vào học hành giúp thầy nhá. Nhớ chưa Bình? Ừ. Nào, câu 10 nào. Cho hình cho vẽ ra ABCD, có đáy là hình thang với đáy lớn là AD và đáy lớn gấp đôi đáy gì? Đáy nhỏ. Gọi G và G phẩy lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAB và SAD. G, G phẩy song song với đường thẳng nào? Thì các bạn nhớ thầy, đây là đường song song với đường à? Đường song song với đường thì dễ hơn rất là nhiều. Bởi vì đường song song với đường là các em có nhìn thấy hay không nhìn thấy? Nhìn thấy. Các bạn biết chương 3 là học về gì rồi đấy? Cả năm lớp 11 các em học có hai phần à, có 3 chương thôi đúng không? Chương 1 là phép biến hình, chương 2 là quan hệ song song và chương 3 là quan hệ vuông góc. Và tại sao người ta đẩy chương 3 mới là quan hệ vuông góc? Bởi vì quan hệ vuông góc thì khó hơn quan hệ song song rất là nhiều. Song song thì nhìn được nhưng vuông góc thì chịu không nhìn được. Vuông góc chỉ ký hiệu vuông thôi chứ không nhìn được là vuông đâu. Các bạn hình dung được không nhỉ? Cho nên là hãy học tốt song song đi, không thì sau này học vuông góc nữa là các bạn sẽ bị rơi vào tình trạng mà loạn hình đấy. Nhá. Nào, đường song song với đường thì em cứ tự quan sát được hai đường là song song với nhau thôi. Trong hình nó không có quá nhiều đường song song với nhau đâu. Thì song song thì chúng ta thường nhìn vào các định lý như định lý Thales, hình bình, hình bình hành. Thầy nghĩ là chỉ có hai cái loại đấy là chính thôi, và cái thêm cái tính chất bắc cầu. Nếu đường này song song với đường kia và đường kia song song với đường kia nữa thì tất cả các đường đấy song gì? Song song. Ở lớp có đồng ý các tính chất thừa nhận đấy không? Nó không đòi hỏi chúng ta phải học quá nặng lý thuyết mà chúng ta tự nhìn tự hiểu được. Nào, thì ở câu C10 thì đáy là hình thang à? Lớp các bạn vẽ thầy đáy hình thang, thầy vẽ nó đẹp đẹp một tí nhá. Rồi. Nhìn lên bảng nào. Cái gì là đáy lớn đấy nhở? AD là đáy lớn, BC là đáy nhỏ. Rồi. Trọng tâm thầy có hai cái trọng tâm của hai tam giác là SAB và SAD. Cho thầy hỏi là để xác định trọng tâm á, chúng ta dựng cho thầy mấy đường trung tuyến thôi. Một đường trung tuyến của một tam giác thôi. Nhá. Các em đừng dựng hai, nó sẽ rất là rối hình. Rồi. Cả lớp quan sát này, ví dụ là trong tam giác SAB mà các em muốn tìm trọng tâm á, thì các em dựng đường trung tuyến. Thì chúng ta dựng đường trung tuyến từ đỉnh gì xuống là đẹp nhất nhỉ? Đỉnh S nhá, chúng ta dựng cho thầy một cái đường trung tuyến từ đỉnh S xuống AB nào. Chúng ta chia cái đường trung tuyến này ra làm mấy phần bằng nhau cả lớp? 3 cái phần bằng nhau. G nó nằm ở đây. Tương tự thì bây giờ trong tam giác SAD thì các em muốn có trọng tâm thì các em cũng dựng mấy đường trung tuyến thôi. Một thì chúng ta dựng đường trung tuyến vẫn là từ đỉnh gì xuống giúp thầy nhỉ? Đỉnh S đúng không? Nào. Đây là G phẩy đúng không? Vậy thì chúng ta nhìn thấy ngay này. G G phẩy của chúng ta đã có rồi. Và không khó để chúng ta nhận ra là G G phẩy song song với cạnh nào, vì dưới đây thầy kẻ nó không được chuẩn nên nhìn nó chưa được song song đấy nhá. Thế mới nói là cần các em kẻ hình chuẩn hơn. Nào. M này, N này. Vậy cho hỏi nếu thầy gọi M N lần lượt là trung điểm của AB và AD thì G phẩy N phẩy song song với đường nào rồi đấy? G phẩy N phẩy à, G thầy xin lỗi, G G phẩy song song với đường M gì? M N. Chất hỏi này, mà MN thì song, có song song với cạnh BD không? Do MN là đường trung gì? Đường trung bình, M là trung điểm, N cũng là trung điểm. Cho nên MN có đủ điều kiện để song song với BD chưa? Rồi, vậy ta có G, G phải song song với cạnh B gì cả lớp? BD, và ta chọn đáp án gì giúp thầy nhỉ? C. Đó.
Rồi. C11. Cho hình chóp ABCD có điểm C phẩy nằm trên cạnh SC. Thiết diện của hình chóp với là một đa giác có bao nhiêu cạnh? Nào mời các em lấy dựng hình chóp vào giúp thầy nào. Nào, điểm C phẩy nằm trên cạnh SC. Thầy giả sử điểm C phẩy nằm ở đây đi. Nào, cả lớp quan sát của thầy. Khi đó mặt phẳng ABC phẩy. Ôi giời, ABC phẩy rất là cơ bản rồi đúng không? Đề bài hỏi gì cả lớp, thầy nhắc lại một lần nữa là đề bài hỏi đó là thiết diện của cái mặt phẳng ABC phẩy với cả hình chóp này là một đa giác có bao nhiêu cạnh. Nếu bạn nào đã thành thạo hình rồi không cần kẻ đâu, chắc chắn ra 4 rồi đúng không? Bởi vì nó sẽ cắt S gì cả lớp? SD. Nghĩa là thầy nói là đấy là cái cảm giác của những các bạn nào đã làm tốt hình rồi thì các bạn sẽ tưởng tượng là đây là một cái mặt sẽ cắt nốt cả cạnh S gì nữa cả lớp? SD. Còn tất nhiên là các em sẽ phải đi dựng nốt, mở rộng cái mặt phẳng này ra. Chúng ta có rất rất nhiều kỹ năng để tìm giao tuyến và tìm giao điểm và tìm thiết diện. Nhưng ở đây thầy muốn nói cái vấn đề đầu tiên là từ từ thầy kéo cái này xuống đã, có chỗ mà kể. Nào các em quan sát của thầy nha. Vậy thì rõ ràng bây giờ nếu mà chúng ta muốn khẳng định thiết diện là gì, ta phải cho nó cắt nốt một cái mặt còn lại là mặt nào. Các em tưởng tượng nhá, nhìn nào. ABC phải cắt đáy tại AB chưa? Bỏ mặt đáy đi. Muốn tìm thiết diện thì phải cho nó giao với tất cả các mặt đúng không? Mặt đáy xong chưa? Rồi, mặt SAB thì cũng có giao tuyến là A gì rồi? AB. Vậy mấy mặt là có giao tuyến rồi? Hai mặt, đó là mặt SAB và mặt ABCD là đều có giao tuyến là AB hết chưa? Tiếp theo, SBC thì có giao tuyến là BC gì? BC phải. Bây giờ chỉ còn thiếu một hai mặt phẳng thôi, đó là mặt SA gì? Nên có điểm chung là điểm A, hoặc mặt SCD có điểm chung là điểm C phẩy. Để mở rộng, bây giờ công việc của chúng ta là tìm nốt giao điểm ở đây là xong đúng không? Để tìm nó giao điểm rất là dễ. Các em cứ nhìn thấy mặt nào chứa cạnh đáy thì kiểu gì nó cũng cắt cạnh đáy còn lại. Còn nếu song song thì kẻ song song. Ở lớp anh Dung nó cũng nhở, nó mặt này đang chứa anh nào đấy? Có cắt anh CD không? CD không? Cho hai thằng này cắt nhau ra được cái điểm mở rộng chưa? Rồi nối cái điểm đấy cắt SD là xong. Nghe rõ chỗ này chưa nhở? Chỉ làm nhiều, làm đi, làm lại rồi. Nào. Thầy gọi đây là điểm Y đi. Vậy cho thầy hỏi là khi đó IC phẩy đã đủ điều kiện để cắt SD chưa? Giả sử nó cắt SD tại điểm D phẩy đi. Vậy thầy có thiết diện là hình nào ở đấy? AD phẩy. Thầy có thiết diện là hình nào rồi? A D phẩy, C phẩy, B là một tứ giác chưa?
có được lấy điểm Y không? Tiết diện phải là gì cả lớp? Tiết diện phải là phần chung của mặt phẳng và hình chóp. Trong đó điểm Y thì lại nằm trên mặt phẳng nhưng lại có nằm trên hình chóp không? Hay điểm Y nằm ra bên ngoài rồi? Bỏ nó đi. Vậy ta còn những điểm nào? A, D phẩy, C phẩy, B. Đáp án là gì cả lớp? Mấy cạnh? 4 cạnh nhá. Lên lớp 12 thì hình không gian nó không kinh khủng như lớp 11 lắm đâu. Lớp 12 thì chúng ta chỉ quay quanh một số các hình thường gặp thôi, không phải tìm giao tuyến giao điểm làm cái gì cả. Mà phải làm tốt ở hình lớp 11 đã. Nào câu 12. Mệnh đề nào sau đây sai? Mời các em quan sát của thầy nhé. Cho hình chóp ABCD có đáy là hình bình hành. Nào thôi không nói chuyện các em ơi. Mệnh đề nào sau đây sai? SAD cắt SBC. Chất hỏi là đây là hai mặt phẳng có điểm chung đầu tiên là điểm gì đó ở lớp? S. Hai mặt phẳng này có chứa hai cạnh dưới đáy không? SAB à, SAD thì chứa A gì? AD. Còn SBC thì chứa B gì? Nhưng hai thằng này không cắt gì. Nếu cắt nhau thì ra điểm chung thứ hai chưa? Nhưng nếu không cắt nhau thì kẻ xong thì thôi. Kẻ xong bởi vì không cắt nhau tức là chúng đang xong gì? Có đúng không? Nằm trên một mặt phẳng mà không cắt nhau thì chả là song song còn gì nữa. Vậy thì ở đây giao tuyến của nó phải là đường thẳng đi qua đâu? Nhưng phải song song với AD và song song với B gì? BC, nghĩa là giao tuyến của nó sẽ là một cái đường thẳng như sau. Đây sẽ là giao tuyến. Mà lớp có đồng ý chỗ này không nhỉ? Vậy đáp án A sai luôn chưa? Rồi, những câu hỏi nó hỏi nhiều như này lại thường rơi vào đáp án A sai luôn, nên là chúng ta khoanh được luôn. Nhá, đen mà rơi vào đáp án D thì nghiệp. Nếu mà quan sát thì các em cứ quan sát hết một thể. Nào, SAB cắt SAD theo đường thẳng là SA đúng hay sai? Thì cái này quá đúng rồi đi. Đúng quá của đúng luôn. Rồi, thằng này bây giờ quan sát thằng này có dễ không? Có. Em cho thầy hỏi là AD có song song với SBC không? Cả lớp nhắc lại thầy, đường song song với mặt điều kiện là gì? Đường muốn song song với mặt chỉ cần nó song song với một đường nằm trên mặt. Hai mặt phẳng song song với nhau khi mặt phẳng này chứa hai đường thẳng cắt gì? Cắt nhau cùng song song với mặt phẳng còn lại. Nào, đọc lại cho thầy, mời Hữu Đức. Hai mặt phẳng song song với nhau khi và chỉ khi. Sao lại hai mặt phẳng? Mặt phẳng còn gì? Ờ. Nào đọc lại cho thầy nào, mời bạn Huy. Đọc sai rồi em, đọc lại đi. Hai mặt phẳng song song với nhau khi và chỉ khi. Khi một mặt phẳng cắt nhau và cùng song song với mặt phẳng còn lại. Kiều Linh đọc lại. Hai mặt phẳng song song với nhau khi. Chà, một mặt chứa hai đường song song với nhau. Ủa thì liên quan gì đến mặt kia? Sai rồi.
hai mặt song song với nhau khi nào, mặt trên mặt dưới song song với nhau khi nào, điều kiện là gì? Thầy từ đầu giờ thầy chỉ bắt em học mỗi điều kiện, không học điều kiện thì làm sao mà chứng minh được nhỉ? Thế mới tải. Chép phạt 10 lần đi thì cuối giờ lộp lại. Vi. Đọc con thầy. Ừ, ly ly. Sao lại một đường thẳng? Đừng có nháp đó. Chép phạt 10 lần đi em. Nào, Hiếu. Hai mặt phẳng song song với nhau. Rồi, nào mời Linh. Hai mặt phẳng song song với nhau. Nào mời Vân. Vân hay Hằng. Hằng đứng dậy nào. Hằng đứng dậy, đang cười tươi quá phải cho đứng dậy cái. Hằng đọc có thầy này, nếu hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng song song với nhau thì giao tuyến của chúng như nào? Nếu hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng song song hoặc cắt nhau thì bây giờ ngoài trường hợp ra còn trường hợp nào nữa? Hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng. Em nhìn lên bảng nào. Hãy chỉ cho thầy hai mặt phẳng chứa hai đường thẳng song song. Em thích chỉ hai mặt nào cũng được. SA gì? SAB và rồi SAB và SCD được không? Rồi em chỉ cho thầy hai mặt nào nữa đi, để nó tự đọc. SAD và SB gì? Thế em có nhìn thấy giao tuyến của chúng như nào so với hai đường này không? Không, thầy đang hỏi là giao tuyến của chúng đây, cái đường SX này của chúng ta thì có vị trí như nào so với hai đường này? Song song với nhau, cả lớp nghe rõ chỗ này chưa? Nếu hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng sẽ song song với hai đường thẳng đó hoặc trùng với hai đường thẳng đó. Trùng với một trong hai thôi, không thể trùng cả hai được. Ok chưa? Rồi. Quan hệ song song mà các em quên là dở lắm đấy nhá. Câu C13 nào. Thôi cả lớp ơi, nhìn câu C13 giúp thầy nào. Cho em bị CD của đấy mình ảnh rồi. Có Y và Z lần lượt là trung điểm của SA và SB. Khẳng định nào sau đây sai. Cái này mình phải sử dụng đến cái việc copy đã. Nào, mời các em quan sát giúp thầy nha. Ấy, nhầm, đây là đỏ. S đây. Nào, điện quá. Y và Z lần lượt là trung điểm của SA và SB. Mời các em quan sát đi. Có được không? Trung điểm của SA và SB khẳng định là sau đây đúng này. Y, Z, CD là hình thang, đúng chưa? EZCD là hình thang, có phải là hình thang không? Hình thang là một hình như nào? Chỉ cần mấy cạnh? Hai cạnh đối diện song song. Rồi chi nó làm gì đây? SAB cắt IBC cắt đây, các bạn em tưởng tượng này, nếu mà đề bài cho giao tuyến đây, ba thằng còn lại là giao tuyến. Nếu đề bài cho trước giao tuyến thì tìm rất là dễ. Kem đừng đau đầu, nhìn thầy làm này. Nếu đề bài nói đây là giao tuyến đúng không, thì hai cái điểm Y và điểm gì B phải cùng nằm trên hai mặt, có hiểu không? Điểm B hiển nhiên chưa? Đấy, trong hai mặt này có tên B luôn, còn gì nữa? Gọi tên thằng B rồi còn gì nữa? Rồi, bây giờ còn mỗi điểm gì thôi? Y, kiểm tra xem Y. Y thì nằm trên gì rồi? Bây giờ kiểm tra xem Y có nằm trên SAB không? Y đây, có nằm trên SAB không? Đáp án đầu đúng. Vậy cả lớp đã hiểu cách để kiểm tra giao tuyến chưa? Nếu đề bài cho đáp án là giao tuyến thì các em kiểm tra rất là dễ. Nào, ZD
Z, Z nằm trên thằng này rồi. À, thứ nhất là D này. D nằm trên hai thằng này chưa? Kiểm tra gì là xong. Z, Z nằm trên GCD, ok. Z còn nằm trên FBD không? Z đây. SBD đây. Z, bởi vì Z thuộc vào cạnh nào rồi? Biết khoanh gì rồi đấy. Đây, kiểm tra nhá. Chung gì? À, chung... Chưa biết chung gì à? A này. Thằng A này. Đây nhá, chúng ta để ý này. A thì nằm trên IAC, đúng rồi, đúng không? Nhưng mà A có nằm trên GBD không? GBD có chứa được A không? GBD chính là mặt nào? SBD. Cả lớp đồng ý chỗ này không nhở? Vậy đáp án thì sai luôn. Đây, nhá, đó. Cách để kiểm tra giao tuyến rất là dễ thôi. Câu 14. À, lại cho hình bình hành à? Tiện quá. Đỡ phải vẽ. Nào cả lớp quan sát độ thầy nhá. Giao tuyến của S, đúng rồi, ôi. Đáp án gì nào? SAB và SCD hằng. Thầy vừa hỏi em câu này đấy. Em vừa chọn câu này xong. SAB và SCD giao tuyến của chúng là đường thẳng như nào? Ừ được rồi. Bây giờ em biết lý thuyết rồi đúng không? Hằng ơi, em biết lý thuyết rồi đúng không? Em thực hành đi. Đấy, giao tuyến của chúng sẽ em dựng ra như nào em nói các bạn nghe. Giao tuyến của chúng phải đi qua đâu là một? Nhưng phải song song với AB hoặc song song với cái gì cũng được đúng không? Em chọn đáp án đi. Giao tuyến của chúng là đường thẳng đi qua đâu? Đọc lại, giao tuyến của chúng là đường thẳng đi qua S và song song với AB hoặc đáp án gì? B, em có nhìn đáp án B chưa? Rồi, đáp án B, khó không? Thực ra là đấy các bạn nhìn ông trong một cái đề thi học kỳ xoay đi xoay lại có phải bài bọ. Đứa nào nhái nhại đấy. Thầy có một ước mong là đi thi nếu có 16 câu kèm bỏ thầy 1 đến 2 câu là được. Là chấp nhận. Câu cuối thì các em có thể đôi khi cuộc đời an toàn quá không vui đúng không? Làm nó hết rồi lại cảm thấy mãn nguyện chả có gì cả. Nhưng mà nếu có một câu cảm thấy chúng ta thấp thỏm, chúng ta nhớ rất nhiều về bài thi đó, chúng ta có thể làm một động tác đó là ăn may tỷ lệ học sát xuất rồi đúng không? Dành hẳn 5 câu ra để khoanh bừa ADBAC. Câu 15. Uầy. Chóp tử giác à? Từ nãy giờ à đâu mình có bật lên rồi mà. Từ nãy đứa nào chưa bật bàn phím bảo sao? Khó mãi chẳng được. Rồi. Nào. Chúng ta có hình chóp tứ giác lồi ở trên bảng. Thôi các em ơi, giữ trật tự của thầy nhá. Giao điểm của hai đường chéo AC và BD.
Câu hỏi này là câu hỏi khá là khó đấy nhá. Nào, một mặt phẳng alpha cắt các cạnh bên SA, AB, CD. Tương ứng tại các điểm MN, BQ. Nào mời các em quan sát lên trên bảng. Chúng ta có 4 điểm MN, BQ nằm trên 4 cạnh B. Nhưng chúng ta không thể lấy ngẫu nhiên được, bởi vì 4 điểm này phải cùng nằm trên một mặt, bởi vì nó nằm trên cái mặt cắt mà. Vậy ta được lấy ngẫu nhiên mấy điểm? 3 điểm. Ngẫu nhiên 3 điểm thì kiểu gì trả 3 điểm trả đồng gì? Đồng phẳng đúng không? Chỉ quan tâm là điểm cuối. Điểm cuối cùng của chúng ta phải lấy như nào thôi. Vậy lấy ngẫu nhiên mấy điểm trên ABC trước? À, trên các cạnh SA, AB, SC ta có các điểm đó là MN gì cả lớp? MNP. M này, N này, P này. Thế còn Q thì không thể lấy như thế được đúng không? Q ta không thể lấy ngẫu nhiên được. Bây giờ công việc của thầy và các em đó là phải tìm ra được điểm Q đã. Nào chúng ta tìm điểm Q như nào? À thầy còn nối M với P lại, quên. Cả lớp, để tìm được điểm Q thì bản chất điểm Q chính là giao, nghe nào. Điểm Q có phải điểm Q vừa nằm trên SD phải vừa nằm trên mặt phẳng MNP không? Vậy coi như đây là bài toán tìm giao điểm giữa đường và mặt chưa? Để tìm được giao điểm giữa SD và mặt phẳng MNP. Nghe nào, để tìm được giao điểm giữa SD và mặt phẳng MNP, ta thực hiện thao tác đó là gì? Việc đầu tiên là hãy chọn ra một mặt phẳng chứa S gì cả lớp. Chọn ra một mặt phẳng chứa S gì? Chứa SD, sao cho mặt phẳng đó cắt được MNP. Cả lớp đồng ý chỗ này không nhỉ? Rồi, các em chọn mặt đó là mặt nào? SBD. Thầy nói rồi, các cái mặt nào ở giữa, các cái mặt ở lưng chừng như này nhá, mà lại chứa một cạnh nằm trên một mặt chứa đường chéo đúng không? Kiểu gì cũng liên quan đến mặt chứa đường chéo còn lại. Vậy ta chọn mặt SB gì đi? SBD có điểm chung đầu tiên là điểm N gì? N. Cho hỏi điểm chung tiếp theo có phải là MP cắt SO không? MP cắt được SO không? Do cùng nằm trên mặt nào hết? MP và SO cùng nằm trên mặt SAC. Vậy thầy nối S với O lại. Buổi sau thì thầy sẽ ôn tập cho các em một phần nữa, đó là giao tuyến, giao điểm. Ôn tập lại phần này. Thầy cho các em khoảng độ 10 bài thôi. Bởi vì hình nó rất là dài nên thầy hứa chỉ cho đúng 10 bài. Mỗi bài hai ý tình cảm. Thôi cho 13 bài. 3 bài thiết diện nữa. Hay là 10 bài, mỗi bài một thiết diện ở dưới. Thế không làm mà, không làm thì lấy gì mà ăn. Nào, có đáp án chi tiết đi kèm nhá. Thầy sẽ để đáp án chi tiết luôn ở bên dưới. Các em về nhà tự mà đọc. Em đọc mà hiểu được chắc em không cần đến đây học. Trên mạng một biển tài liệu có đáp án chi tiết em ạ. Đúng không cả lớp? Trên mạng thì có một biển. Nhưng mà vấn đề là ai hướng dẫn em đọc tài liệu đấy. Nào, các bạn quan sát lên trên bảng nào. Vậy tìm được điểm Q chưa? Chúng ta vừa tìm được giao tuyến là N gì? Nhắc lại cả lớp ơi, chúng ta tìm được giao tuyến là N gì rồi? NO mà thầy nói rồi, cứ tìm được giao tuyến thì giao tuyến đó sẽ cắt được thằng SD. Lại O à? Quên. N gì đi? Không, làm sao NQ được? NI. Có phải kéo dài NI bắt đầu cắt SD chưa? Cả lớp có nhìn thấy kéo dài NI cắt SD chưa? Rồi, kéo dài NI ra giúp thầy nào. Thôi phần này mà còn lỡ quên về phần này chúng ta học ngay từ những buổi đầu tiên mà em có khi khả năng là quên chặt.
Bài này khó cái chỗ dựng hình thôi. Nhìn cái thằng Y này ngứa mắt quá nhỉ. Ấy. Nào. Mời các em quan sát nhá. Đồng quy là gì ở lớp? MPNQSO nào, chúng ta nhìn này. Nhìn cho thầy ba đường nào. MPNQSO. Ba đường này là ba đường đồng quy chéo nhau hay song song gì đó, đọc hết đi. Đồng quy hay là chéo nhau? Đồng quy nghĩa là gì? Ừ, nghĩa là ba điểm này cùng có một điểm chung đúng không? À, ba đường cùng có một điểm chung thì gọi là đồng gì? Đồng quy. Cả lớp nghe rõ thế này chưa? Rồi, vậy đáp án là đáp án gì? À, nhờ, thực ra là tại sao đề lại có những câu khó toàn rơi vào A? Nào. Không nhận nhỉ? Bởi vì câu cuối cũng A thật. Cả lớp có muốn nghe thầy chưa câu này không? Thực ra câu này nó hơi quá sức với các em. Nhưng mà thầy có một cách để các em vẫn khoanh được đáp án đúng. Không. Tư duy đàng hoàng. Nào. X là gì? X là A gì? Đọc đề bài này, vẫn phải đọc nhá. Có những câu này, này, ngay này. Thứ nhất này, khả năng rơi vào đáp án này không phải là không có. Nhưng một đề mà rơi vào đáp án là một đáp án khác á, thì tỷ lệ nó là cực thấp. Cho nên coi như chúng ta có thể loại đáp án D trong một sự mạo hiểm nào đó. Vậy, bây giờ còn mấy đáp án thôi? Đây là tư duy lại đáp án nhá. X thì never bằng 0 rồi. X mà bằng 0 thì AM bằng 0 thì có gì nữa mà xét. Loại 50-50. Thế bây giờ lại đặt ra này. AM cho hỏi này. Bài toán là gì nhỉ? Tìm x để diện tích tứ giác MNBQ bằng 2 căn 3 trên 9. Lặng. Bỏ A đi, A bằng 1. Bằng 2 căn 3 trên 9 được chưa? Cho nó hỏi này. Thế bây giờ nhá, hai giá trị của x mà lại cô cho cùng một diện tích, đấy một điều gần như là không thể xảy ra. Không phải là không phải hoàn toàn không thể xảy ra, nhưng tỷ lệ đấy cực kỳ thấp. Cho nên ở đây các bạn nhận ra này, chỉ có một giá trị của x làm cho diện tích thằng này bằng 2 căn 3 trên 9 thôi. Bởi vì hai giá trị của x phải ra hai cái diện tích khác nhau chứ. Đáp án A. Thôi ra nó là vui thôi, nhưng mà nhớ đây rơi vào đây nó đen đấy. Được chưa? Nghe nào, thầy ở đây có chữa cho lớp S rồi. Thế bảo các bạn nhớ nhá, lớp S là thầy cho học giống như lớp thường, nên các em có thể về lớp S học. Sang lớp 12 thầy mới đẩy lớp S là lớp nâng cao nhá. Để các bạn có thể đẩy về lớp cho lớp đỡ đông, đỡ nói chuyện. Ơi, đã về đâu? Đề 2 này. Em tắt mày quay rồi à? Tắt mày quay rồi à? Tắt đi.